Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Thì hiện tại trên tay của mình đây là chiếc Samsung Galaxy M20 và một cái con máy giá rẻ được Samsung họ ra mắt vào mới đây thôi. Đó, và mình cũng đã được cầm rồi là sử dụng nó trong một cái thời gian ngắn, và mình có tìm ra được một số những cái tính năng hay cũng như là một số những cái mẹo mà ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn, để cho những bạn nào mà chúng ta sắp mua, gần mua hoặc là chúng ta đã mua rồi thì các bạn có thể tham khảo những cái mẹo này và sử dụng cái chiếc Samsung Galaxy M20 nó tốt hơn, nó thuận tiện hơn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với mẹo đầu tiên, và chắc hẳn rằng những cái bạn mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị của Samsung thì rất là quen với ba cái phím điều hướng ở bên dưới này. Và với cái Galaxy M20 thì họ đã cho chúng ta ấn được ba cái phím điều hướng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Các bạn sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt, tiếp theo vào phần màn hình, và ở đây thanh điều hướng đó các bạn sẽ chọn vào, và các bạn sẽ chọn cho mình là thao tác trên màn hình đó, các bạn sẽ chọn vào đó. Ngay lập tức thì chúng ta sẽ đổi ba cái phím điều hướng thành ba cái phím gạch để các bạn có thể thực hiện cái thao tác vuốt lên đó. Chúng ta quay trở lại màn hình home screen đó. Nói chung là rất là nhiều thao tác mà các bạn có thể tìm hiểu ở trong này, hoặc là các bạn có thể vuốt bên trái để chúng ta truy cập vào đa nhiệm, hoặc là vuốt bên phải để chúng ta bắt ra lại màn hình home đó. Ngoài ra thì các bạn còn có thể chuyển đổi được ba cái phím này để phù hợp hơn với nhu cầu chúng ta sử dụng, ví dụ như chuyển phím bắt sang phía bên trái chẳng hạn đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với mẹo thứ hai, đó chính là các bạn sẽ ẩn đi được cái phần giọt nước. Thực sự là mình nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi là làm như thế nào để chúng ta ẩn được cái phần giọt nước trên này, tại vì nó chiếm một cái phần diện tích màn hình đó, nó bị khuyết đi một phần thì nó tương đối là khó chịu. Tiếp tục các bạn cũng sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt, vào phần màn hình, rồi sau đó là ứng dụng toàn màn hình đó. Ở đây thì các bạn sẽ chọn là ẩn máy ảnh đó, rồi xong. Và ngay lập tức các bạn có thể thấy cái phần giọt nước ở phía trên của mình đã được ẩn đi rồi, và nó sẽ bị che bởi một cái phần đen như thế này. Ngoài ra thì đối với những cái ứng dụng, những ứng dụng nào mà các bạn muốn ẩn đi cái phần giọt nước này thì chúng ta sẽ tích chọn lên. Ví dụ như là game mình có Angry Birds hoặc là Dumb Way to Die 2 thì mình cũng đã chọn lên để cho nó che bớt cái phần giọt nước này. Đó, tương đối là hay. Và các bạn có thể chọn thêm nhiều ứng dụng khác chẳng hạn. Quay lại màn hình home screen, và chúng ta sẽ cùng đi đến với mẹo thứ ba, đó chính là bật cử chỉ vân tay. Thì sau khi các bạn đã bật lên thì bạn sẽ có thể điều hướng được đó cái bảng cài đặt nhanh như các bạn có thể thấy ở đây, hoặc là nếu như có thông báo thì thông báo nó sẽ sổ luôn xuống ở phía bên dưới, cũng rất là tiện lợi. Thì để bật được cái tính năng này, các bạn sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt, tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình vào phần cài đặt nâng cao, đây tính năng nâng cao đó, và chọn thao tác cảm biến vân tay, các bạn sẽ bật on lên. Thì mình đã bật rồi cho nên là mình mới có thể demo được cho bạn xem đó, rất là hay, rất là tiện lợi luôn. Và ví dụ như chúng ta cầm cái chiếc máy như thế này, các bạn vuốt đó, nó nhanh chóng hơn rất là nhiều so với việc mà các bạn phải với ngón tay cái lên rồi là chúng ta kéo cái bảng cài đặt nhanh này xuống đó. Ok, mẹo thứ tư mình muốn giới thiệu cho bạn đó chính là chúng ta có thể kích hoạt được cái chế độ Power View. Thì với Power View, khi mà các bạn đang xem YouTube chẳng hạn thì các bạn sẽ vuốt như thế này đó, vuốt chéo xuống để chúng ta có thể sử dụng YouTube ở một cái góc phần màn hình. Đây, mình sẽ thử cho các bạn xem đó. Và các bạn sẽ tùy chỉnh được cái kích cỡ tùy theo cái nhu cầu của bạn đó. Và đây đó, bây giờ YouTube của mình nó đã hoạt động ở bên một cái phần nhỏ, và các bạn vẫn có thể kích hoạt để chúng ta có thể xem được. Ngoài ra thì các bạn còn có thể thực hiện những cái thao tác khác, ví dụ như là nhắn tin hoặc là nghe gọi gì đó. Ok, mình sẽ tắt đi và hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể kích hoạt nha. Các bạn cũng sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt, rồi phần tính năng nâng cao, và ở đây đa cửa sổ. Các bạn sẽ chọn cho mình là thao tác xem pop-up, thì mình cũng đã bật lên rồi. Đó, mình đã bật và demo cho các bạn xem. Đó, thì sau khi bật lên xong thì có thể xem YouTube được ở một cái dạng pop-up nhỏ ở bên góc phần màn hình. Và tiếp tục mèo thứ năm mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là chúng ta ẩn game khỏi app drawer. Bình thường thì khi các bạn cài game vào thì nó sẽ hiển thị như thế này, và thực sự là mình không muốn mấy đứa em của mình nó chạm vào những cái game này làm gì cả đó. Nói chung là không muốn cho trẻ con nó dùng thôi, cho nên là mình sẽ ẩn nó đi. Và ẩn bằng cách nào? Thì đầu tiên để bật được cái game launcher như thế này thì các bạn cũng sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt. Ok, các bạn sẽ tìm cho mình là từ game đó, các bạn sẽ thấy cho mình là game launcher, và chọn vào cái dấu màu xanh này, nó sẽ on lên. Đây, sẽ on lên và có một cái icon hiển thị ngoài màn hình như mình đang có đây. Nó đâu rồi nhỉ?
Đây, Game Launcher. Và sau khi đã bật lên xong thì bạn sẽ truy cập vào Game Launcher và tiếp tục chọn vào cái dấu ba chấm ở cái phần cài đặt. Đây. Đó, các bạn sẽ chọn là ấn game trên màn hình chờ và ứng dụng, các bạn sẽ chọn nó lên. Thì cái Game Launcher này nó tự động nhận biết được đâu là game thì nó sẽ ấn cho mình và không cho nó hiển thị ngoài màn hình chờ cũng như là màn hình của App Store. Và chỉ khi nào mà các bạn chơi game, muốn chơi game thì chúng ta truy cập vào Game Launcher này thì chúng ta mới có thể chơi game được. Mình sẽ bắt ra và như các bạn có thể thấy hai cái game của mình hoàn toàn đã bị ấn. Theo bản thân của mình thì mình thấy nó sẽ hay hơn nếu như chúng ta ấn được các cái app. Game không thì ok, cũng tạm ổn rồi. Mèo thứ 6 mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là với cái chiếc Samsung Galaxy M20, các bạn có thể tùy chỉnh được rất là nhiều thứ về màn hình khóa, rồi là phần màn hình home screen các bạn cũng có thể tùy chỉnh được. Đó, thì cách tùy chỉnh như thế nào thì các bạn sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt. Đây, mình sẽ vào cài đặt luôn. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình vào cài đặt màn hình khóa. Ở đây, màn hình khóa. Và các bạn sẽ chọn cho mình là kiểu đồng hồ. Đây, thì với cái kiểu đồng hồ này thì các bạn sẽ set up được cái phần đồng hồ ở ngoài phần màn hình khóa đó. Ví dụ như các bạn thích kiểu này, hoặc là kiểu này, hoặc là nó hơi lạ lạ như thế này một xíu thì chúng ta vẫn có thể set up được. Hoặc là một cái kiểu đồng hồ cơ, đó, có kim xoay. Mình sẽ chọn kiểu này cho nó mới lạ. Tiếp tục các bạn sẽ chọn cho mình vào phần màu để chúng ta có thể edit được cái màu mà các bạn mong muốn. Ví dụ màu trắng nè, những cái ô này, đó, cái màu nó như thế này. Đấy, các bạn sẽ edit được rất là nhiều màu, kể cả 7 sắc cầu vồng luôn. Và xong thì các bạn sẽ chọn cho mình vào hoàn tất. Và tiếp tục chúng ta sẽ thiết lập thêm một cái nữa, đó chính là phần Face Widget. Đây, ở phần Face Widget thì các bạn sẽ hiển thị được những cái thông báo kiểu như là phát nhạc nè, lịch biểu hôm nay, chuông báo tiếp theo, rất là nhiều thứ. Mình sẽ bật on lên hết. Rồi xong. Và bây giờ mình sẽ out ra, tắt. Rồi mở lại. Đó, hiện tại thì cái thiết bị của mình nó không có thông báo cũng như mình không có mở nhạc, cho nên là các bạn không có thấy được cái phần thông báo này nó như thế nào. Cho nên là khi mà các bạn kích hoạt lên thì mà chúng ta có thông báo thì nó sẽ hiển thị tất cả ở ngoài màn hình khóa như thế này, và hiển thị dưới một cái dạng icon nó rất là đẹp. Và mèo cuối cùng mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là ngoài các bạn kích hoạt được cái cảm biến vân tay để chúng ta có thể mở khóa ở phía sau chiếc Samsung Galaxy M20 thì nó còn có một cái tính năng nữa rất là hay. Đó chính là các bạn sẽ truy cập cho mình vào phần cài đặt nè. Tiếp theo các bạn chọn cho mình vào phần hỗ trợ. Đó, và khóa bằng hướng. Và ở đây chúng ta sẽ bật cái này lên. Rồi, các bạn sẽ vuốt cho mình những cái kiểu vuốt theo bốn cái hướng. Đó, đông tây nam bắc. Ví dụ mình vuốt xuống nè, phướng 2 lần, ngang 2 lần, ngang 2 lần là mở khóa được cái chiếc máy của mình. Tiếp theo thì các bạn sẽ on cái phần này lên và chúng ta sẽ vuốt theo cái cử chỉ mà các bạn muốn. Đây, ví dụ mình vuốt xuống 2 lần, đó, 3 lần luôn thì phải đặt 6 lần mới được, ngang 3 lần, đó. Thì ngay lập tức, tiếp tục. Đây, mình sẽ vẽ lại một lần nữa. Xuống, 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 ngang, ngang và ngang. Rồi, ok, và chọn vào xác nhận. Rồi xong thì đây mình sẽ chọn là hoàn tất. Ok, quay trở lại màn hình home screen và tắt máy, mở cho các bạn xem. Vuốt, vuốt, ngang, ngang, đó. Ê, nhầm rồi. Ê, đó, một cái rất là hay. Tại vì nếu như các bạn vẽ thông thường bằng hình vẽ thì sẽ rất là nhiều người nhìn vào và họ biết được. Còn những cái hướng này thì họ sẽ rất là khó đoán hướng. Đây, yeah, một cái tính năng khá là hay ở trên cái chiếc Samsung Galaxy M20. Ok, và như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn tổng hợp 7 mẹo mà khi mình sử dụng cái chiếc Samsung Galaxy M20 mình thấy nó rất là tiện lợi. Và nếu như những bạn nào có những cái mẹo hay hơn hoặc là những cái tính năng gì hot ở trên cái con Samsung Galaxy M20 thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Bưu TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình ở Điện Thoại Bưu TV thì hãy cho bọn mình một subscribe kèm với cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nhé. Tiện thể thì click luôn vào fanpage Điện Thoại Bưu TV để cho bọn mình một like.